Tân thị trấn 18 km, về phía tây bắc, gồm hai dân tộc Kinh và Thái sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 90% trên toàn dân số trên địa bàn. Đến với châu Bình thì quý vị sẽ được ăn quán các canh lam thắng cảnh cùng với hệ thống sông suối và hang động như hang ùn núi Thái Thắng. Lễ hội hang ùn núi Thái Thắng thường được tổ chức vào các năm chặt năm chặn và hoặc các điệu nhóm đồng đa bản sắc trên hải dân tộc có được tham gia các trò chơi dân gian như giữ bản sắc văn hóa dân tộc của người dân nơi đây. Cho ban giám khảo thì trong kho tàng văn hóa thực của vùng miền thì vùng miền khác nhau thì có bản sắc khác nhau, nên đến buổi thi hôm nay thì chúng tôi có đưa đến cuộc thi là gồm trên 30 món ăn, trong đó có các món ăn về thứ nhất là về bên món rang thì có là thịt trâu rang, sóc rang, trâu trăng rang, và các món nướng gồm có cá nướng, chạch và lươn nướng, sóc nướng, chín bô câu nướng và gà nướng. Và với hồi chúng nay chúng tôi cũng làm món xôi lục sắc gồm có 6 màu khác nhau, và còn có món cải chua ống, canh diêu đá, phục cua tay nhồng. Và chúng là các món ăn của chúng tôi thì được chất lọc từ những tinh hoa của đất trời sông nước. Và với tinh thần tham gia hội thi, với tinh thần giao lưu học hỏi, và chúng tôi đã mang những món ăn với cố gắng mang những món ăn với cách công phu và tỉ mỉ nhất. Đó là không có chuyên môn về đồ ăn nên chúng tôi cũng không thể tránh sai sót, thì kính mong ban giám khảo và các du khách ngay có ý. Và cuối cùng chúng tôi xin chúc ban giám khảo, chúc toàn thể du khách và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội đi này công việc đẹp ạ. Thắng rồi đó. Như vậy đến với đơn vị xã Châu Bình với một phần dự thi rất là bắt mắt, rất là đặc sắc với gần 30 món ăn, rất là nhiều, gần 30 món ăn được trưng bày, được trang trí một cách rất là tỉ mỉ, rất là đẹp. Mời ban giám khảo nếm thử các món ăn, và sau khi ban giám khảo sẽ chấm xong hết công bố giải thì mời quý vị khách chúng ta sẽ thưởng thức và nếm thử của các đơn vị. Chia tay với đơn vị xã Châu Bình với gần 30 món ăn được trưng bày rất bắt mắt, chúng ta sẽ đến với đơn vị Châu Nga. Sau Châu Nga chúng ta đến với đơn vị Châu Thắng. Sau Châu Thắng đến với thị trấn. Sau thị trấn đến với